Liam. Sam, có tin quan trọng đây. Tôi sẽ trở về Squallerford để phá hủy cỗ máy quái quỷ đã tạo ra những con quái vật đồ ăn nguy hiểm. Chúng đang bơi tung tăng khắp nơi và chúng có thể tấn công cả thế giới. Tôi sẽ đi cùng. Cái gì? Khoan đã. Sam, việc này vô cùng nguy hiểm và có thể dẫn tới việc mất mạng như chơi đó. Đó là lý do chúng ta cần giúp đỡ. Liam, nếu con định trở về nhà thì ta cũng sẽ đi cùng. Chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển đến hòn đảo bằng thiết bị vận chuyển tạp hóa. Hẹn gặp lại ở đó nha, chiến hữu. Sao quá? Nó hoạt động rồi. Cho tôi chui, cho tôi chui. Được rồi, đi bằng tàu mà. Không thể tin nổi là cỗ máy của mình đã tạo ra mấy thứ đó. Ôi trời, đẹp quá đi. Đó là Tom Tinh Tinh phải không? Phải không hả? Ô, cái gì ở đằng kia vậy? Cà chua đó đồ ngốc. Trong năm nay. Không, không. Ta cũng thích chúng mà. Của ta, không, không, của ta. Tháo ra, tháo ra, của ta. Không, không. Tự nhiên lại đi nói chuyện với một trái dừa. Nếu bạn có được chuyến phiêu lưu đáng mơ ước này thì sao? Giữ chặt nha mọi người. À, có một cái tối cho tao. Và một mong muốn giải cứu thế giới. Anh làm cho nó hoảng sợ rồi kìa. Thì hãy sẵn sàng mở thật to mắt. Chạy đi. Một chuyến phiêu lưu kinh hoàng. Cơn mưa thịt viên hai. Tam tên tên Tì. Tam tên tên Tì. Tam tên tên Tinh tinh.